Xin chào các bạn, trong bài dựng hình sản xuất này, ABF chia sẻ cách dựng một mẫu giường và táp, kéo rộng, thư viện sản xuất. Chọn ABF Basic Module. Chọn khung như sau đưa vào. Mở cửa sổ tùy chỉnh thuộc tính. Mình không dùng tấm hậu nên cho độ dày bằng 0, không cho nóc dư, tấm đáy mình lùi vào 20mm và không sử dụng thanh đỡ trên. Tiếp đó mình bắt đầu chọn chê đợt. Di chuyển chuột vào vùng không gian cần đặt có mô phỏng màu đỏ trong suốt click chuột để đặt vào. Tiếp tục làm tương tự với ngăn kéo. Ngăn kéo này mình thay đổi tấm đáy bằng ván 17mm luôn. Mình nhân bản ngăn kéo bằng phím tắt Ctrl C và Ctrl Shift V vì bạn đặt phím tắt nhé. Mình chọn một cái ngăn kéo, sau đó mình sẽ thay thế ngăn kéo bằng mặt hộc. Sửa kêu lại cho phù hợp. Như vậy xong phần táp, chúng ta tiếp tới giường. Chọn mục giường, lôi vào một khung đơn giản như loại này. Thay đổi số lượng thanh đỡ, chiều rộng và chiều cao giường phù hợp. Mình sẽ thay thế phần đuôi giường bằng cấu kiện đuôi giường chập đôi, có cong cong như vậy. Tiếp đó mình đưa vạt giường vào. Ở đây làm ví dụ nên mình dùng luôn ván 17mm. Giờ thì di chuyển giường lùi về đến khi tổ tiên cho phép dừng thì dừng. Lôi một tấm vách đầu giường vào nữa là ổn. Mình nhân bản tấm vách, sờ kêu và thay đổi các thông số cho phù hợp. Như thế này. Bấm chọn một nút gắn liên kết bất kỳ. Check chọn xóa đối tượng đang ẩn bên trong component và chọn xóa luôn cả thuộc tính. Để dọn sạch các đối tượng không dùng, hãy xóa bỏ luôn phần vật liệu có sẵn để đổ loại vật liệu mà bạn sản xuất. Phần phía sau làm xương có thể ghép từ nhiều thanh tận dụng, nhưng mình làm nhanh như vậy tượng trưng, các bạn xem qua. Giờ mình sẽ tiến hành bấm nút gắn nhãn để tính sơ bộ kích thước chi tiết và dự toán khối lượng ván cần dùng bằng cách bấm nút netting. Ở bộ giường táp này mình tốn tầm 4 tấm ván. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.